Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 27 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi bản mệnh cần tránh những suy nghĩ cực đoan tiêu cực dẫn đến việc hành động cũng thiếu kiểm soát gây rắc rối cho chính bản thân mình trong ngày hôm nay bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới tuy nhiên đa số đều không phải những mối quan hệ triển vọng dù đã lập gia đình hay chưa bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ kiếp tài cho thấy bạn là một người hăng hái nhiệt tình trong mọi việc tuy nhiên cũng chính vì vậy mà bạn dễ hành động nông nổi Hãy sửa đổi tính cách của bản thân nếu muốn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhiều hơn. Tử Vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại, công việc này sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa, hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử Vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy dù có muốn đi tìm bè bạn hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng hoặc không gặp mặt chỉ nên ngồi yên và tìm cách hỏa hoãn có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình có tin tức ở xa tài lộc nhỏ tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa vận mạng gia đạo hanh thông và hòa thuận hoặc nhà có tin vui tiệc tùng đình đám có khách đến tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái có tin xa tài lộc tốt có lộc ăn quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm tu bổ tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội sẽ có tin vui ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ họp mặt kết bạn đính ước tiệc tùng cuộc vui tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên trần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hồn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi sửu Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi sửu có tính khí thất thường bạn không giữ được sự điềm tĩnh chín chắn cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gổ và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người khó hiểu cũng vì vậy mà bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm việc đặc biệt là với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trau chuốt có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua hãy sắp xếp lại thời gian làm việc nghỉ ngơi sao cho hợp lý nhé hỏa sinh thổ may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa, nửa kia có thể giúp bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn đấy. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Không nên nản trí khi phải gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc chỉ có tin lời hứa hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân chuyện tình cảm không nên mong cầu không tốt có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại cẩn trọng về lời ăn tiếng nói tất cả đều không tốt dễ đem đến sự phiền toái có tin buồn việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên cũng nên dè chừng những nguồn tin e rằng sự xấu còn hơn ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe tin bất lợi cho mình hoặc của người thân bè bạn hao tốn về mua sắm quà tặng thăm hỏi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa mọi việc đều không tốt chớ nên tìm kiếm bày vẽ thêm chỉ mang lại nhiều rắc rối u sầu có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng sức khỏe công danh của mình về người thân không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mít lòng có tin buồn tâm tình bất an hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm việc gì cũng không nên hấp tấp vì sự việc luôn luôn đến hai lần ngày có nhiều bất an lo toan có tin buồn đình đám có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc ăn uống cần phải dè dặt khi có lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro lỡ bước không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối sức khỏe không tốt có tin buồn chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn tu bổ sửa chữa mua sắm có quý nhân giúp đỡ tài lộc không tốt tử vi tuổi dần Tam hợp giúp đỡ, người tuổi dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay mà không cần phải để tâm quá nhiều đến ý kiến của người ngoài, song cũng vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian tiến hành công việc, đừng chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, đầu voi đuôi chuột. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp trước khi đưa ra những quyết định trọng đại hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau chính vì vậy mà cả hai đều cảm nhận được mình được nửa kia trân trọng tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải gặp quý nhân hoặc người trên của mình để hỏi ý kiến hoặc chờ đợi tin tức khác nên ra ngoài xem xét không nên ngồi tại chỗ nhưng khi quyết định thì phải có tính cương quyết mạo hiểm nên hoàn trả tiền bạc đến hạn kỳ hoặc các đồ đạc vật dụng không còn thích hợp trong vấn đề tình cảm nên có thái độ dứt khoát có tin tức, hoặc lời nhắn của bạn bè, thân nhân ở xa về chuyện tình cảm, chuyện của người xưa. Hạp các nghề nhiếp ảnh, vi tính, gia công chế biến, thời trang, siêu thị, kiến trúc, địa ốc. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày gặp những chuyện không tốt, mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết. Không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại, và còn bị vướng mắc lôi thôi. Đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có tin buồn đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước, giao kết. Nếu có lời mời hồn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ, có tài lộc. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu hoặc có sự rời hẹn sai hẹn hoặc bất đồng ý kiến nên nhẫn nại tương lai sẽ có kết quả như ý tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết ngày có nhiều tin tức sự việc đến phải lo bận rộn cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước hẹn trước có tin buồn cẩn trọng khi di chuyển sử dụng xe cộ máy móc hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mão cục diện tương phá cảnh báo người tuổi mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay nếu không cần thiết tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin dễ rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ chạm chán với kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Thương quan cũng đưa ra lời cảnh báo tới những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Hôm nay, bạn chớ nên mâu thuẫn với những người quyền cao chức trọng nếu không dễ gặp phải rắc rối khó giải quyết. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức. Nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm, hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm có tin về tang ma đau ốm tai nạn và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc vui chơi tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít ngày có sự họp mặt tiệc tùng gặp bạn vui chơi có tài lộc hao tốn về mua sắm có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày kết quả công việc còn chậm gặp lại người cũ Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Mọi việc mong cầu mà có sự chắc trở trước thì có sự thuận lợi sau. Ngày có sự họp mặt, hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi thìn. Thiên quan ảnh hưởng, người tuổi thìn dễ vướng rắc rối trốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng này để tránh mâu thuẫn, xô sát với người khác. Trước khi nêu quan điểm hoặc cảm xúc của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp. Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay, vì thế cần tránh thái độ làm việc chảnh mảng, được chăng hay chớ, nếu không, kẻ xấu dễ nhân cơ hội để hạ bệ bạn. Để giảm thiểu xui rủi, bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận vì vậy nếu đang bối rối trước tương lai chưa tìm ra hướng đi cho mình bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ nên thay đổi tình trạng hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa rời chỗ sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục tình cảm tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày xấu càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng miễn cưỡng bị trách oán cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm tay nghề của mình chưa hẳn đã là phù hợp mọi việc chưa có thể kết thúc nên chờ vào một dịp khác có tài lộng nhỏ hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm giao thiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên hấp tấp vội vàng tiến lên dễ bị lún sâu tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm trích mọi việc cứ để yên chưa phải lúc chuyện tình cảm tình duyên thoải mái vui tươi tài lộc trung bình hao tài về giao thiệp mua sắm tiền của sự đáo hạn định kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa văn phòng mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý có tin về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về việc sắp tới đã được dự tính trước tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt ngày có sự hao tốn về sửa chữa mua sắm có tin tốt về chuyện tình cảm giao thiệp tài lộc trung bình tử vi tuổi tỵ công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi trong ngày nhờ có sự trợ giúp của tam hội bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã và ham học hỏi con giáp này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai hãy khiêm tốn lắng nghe gợi ý chỉ dạy xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay kiến là ngày thích hợp để xuất hành hoặc giá thú vì vậy nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc này thì bạn nên thực hiện ngay chớ nên trần trừ do dự để lỡ mất thời cơ tốt đẹp tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng hãy nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động hoặc góp ý kiến sự việc sẽ không có kết quả nhanh chóng như mình đã nghĩ và chưa chắc ý kiến thật lòng của mình không bị hiểu lầm sự mong cầu về tin tức tài lộc còn chậm Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp hoặc có đình đám. Có tin buồn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán hiểu lầm chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác ngày gặp bè bạn thân nhân hoặc có tin xa gia đạo ồn ào bận rộn tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư hùn hạp tử vi tuổi tân Tỵ thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt nên hãy để tự nhiên có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải nên rè rặt tuy không phải là xấu, nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn, tài lộc trung bình. tử vi tuổi ngọ. Cục diện tự hình gây ra những tác động xấu cho người tuổi ngọ. Bạn không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định cũng như hành động nông nổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng sẽ có giá trị hơn những lời khen khách sáo nhiều nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay bạn có thể đi về hướng nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây để gặp tài thần đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn thuận lợi hơn tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim không nên theo đường lối cũ đã đến lúc phải thay đổi mọi việc về phương hướng cũng như về tình cảm ngày của sự đáo hạn đính ước hẹn ước kết thúc công trình giai đoạn có tin xa tiền bạc vào ra thất thường hoặc có mà chưa đến tận tay nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Mọi sự đều thay đổi, ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa, thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến có tin tức ở xa về tình cảm hôn nhân thi cử có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi đình đám giao thiệp mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm sức khỏe việc làm có sự họp mặt hội ngộ với bè bạn người thân có tin xa có khách người có vai trò quan trọng đối với mình đến tài lộc trung bình tiền đáo hạn định kỳ việc đi lại di chuyển nên đề phòng rủi ro tai nạn nhỏ hoặc đi mà không vừa ý tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có chuyện vui nhỏ hoặc có tin tức ở xa không nên nhúng tay vào chuyện người khác chỉ đem đến thị phi tranh cãi mong cầu tiền bạc tuy có nhưng không nên tham vọng có tin buồn về tai nạn, đau yếu hoặc công việc làm ăn bị thất bại của người thân, bè bạn. Có cuộc đi ngắn, hao tài về sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy cởi mở hơn trong giao tiếp bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nếu đã lập gia đình bản mệnh có một ngày yên bình bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự chính quan nâng đỡ bạn gặp nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc sự nghiệp chỉ cần kiên định với mục tiêu đặt ra và cố gắng hết mình vì nó bạn sẽ đạt được thành công như mong đợi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim sức khỏe không tốt có nhiều sự lo âu về công danh tài lộc cũng như về tình cảm có sự thay đổi bất ngờ hoặc nghe được tin tức về chuyện này có tin buồn nếu có tiệc tùng đình đám họ hẹn vui chơi cũng không được như ý hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm tiền định kỳ sự mong cầu về tiền bạc khó khăn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến có tin buồn chỉ nên tu bổ sửa chữa mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn có tin xa ngày không nên mưu cầu hoặc giải quyết những việc lớn tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ sửa sang mua sắm chữa bệnh mong cầu về tiền bạc còn chậm nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều đi xa bất lợi có tin xa tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có cuộc đi xa hoặc di chuyển dù có trở ngại chút ít nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc có sự hội họp gặp gỡ đình đám vui chơi có tin buồn có tài lộc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có cuộc đi ngắn hạn hoặc có tin tức ở xa không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện không tốt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu cần phải giải quyết nên nhẫn nại trong sự giao thiệp gặp gỡ sức khỏe không tốt trong nhóm có người nhiều ý kiến mà không có trách nhiệm tử vi tuổi thân thiên ấn chiếu mệnh người tuổi thân có thể thể hiện được ưu thế của mình trong cách ngành nghệ thuật nghiên cứu hoặc dịch vụ bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có cơ hội phát triển tốt trong tương lai Tuy nhiên, bạn cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh hơn là chỉ chìm đắm hoàn toàn trong thế giới riêng của mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn. Hòa khắc kim lại cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải mọi xích mích. Tử Vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy dù có quý nhân bè bạn cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình hoặc có tin tốt cũng không nên hấp tấp hành động sẽ không có kết quả trọn vẹn việc cầu tài thì khó khăn phải có sự tiêu hao hoàn trả chi dụng những việc cần thiết đáo hạn nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện tiền vào nhanh ra nhanh có món lợi nhỏ dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu có sự phật lòng nhỏ hoặc không vừa ý trọn vẹn đề phòng rủi ro tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tốt hơn là nên giữ hòa khí thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau không nên tranh cãi phân trần mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ ngày chỉ nên làm việc bình thường mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận chưa phải là lúc quyết định tài lộc bình thường có sự mua sắm nhỏ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả, nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp chắc chờ đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cửa trong công việc hoặc gặp nhiều sự khó khăn chắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hảo và biết chia sẻ tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm. Tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi dậu Chính ấn nâng đỡ, người tuổi dậu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình. Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại, bởi tiềm lực của bạn vẫn chưa được khám phá hết đâu. Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, quá vội vã chỉ khiến bạn dễ chuốc lấy tổn thương trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác có tin buồn tài lộc dễ hao ngày khó có việc gì mà làm nên tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác chưa hẳn đã là sự trung thực nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều biến động bất ngờ, dự tính việc này lại ra việc khác, có những sự việc hoặc con người không mời mà đến, nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa nên cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc. Không nên trần chờ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định hành động có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm tử vi tuổi tuất chính ấn nâng đỡ người tuổi dậu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người may mắn hơn bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại bởi tiềm lực của bạn vẫn chưa được khám phá hết đâu hòa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình quá vội vã chỉ khiến bạn dễ chuốc lấy tổn thương trong tương lai tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu tất cả chỉ là dự tính hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng có tin tức về tình cảm sức khỏe của người thân như sinh nở chữa bệnh hôn nhân kết bạn trong công việc làm nên có sự dè chừng chưa chắc công việc có tính lâu dài dễ bị bỏ ngang hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn cần phải có sự khéo léo khi nêu ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được chỉ nên làm việc bình thường không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo chớ nóng nảy hoặc buồn phiền khi nghe tin không vừa ý sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay chớ tranh cãi phân giải chỉ nên ngồi yên và chờ đợi hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình tài lộc trung bình có tin vui tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim mọi việc nên chậm rãi giải, giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến hoặc có tin ở xa nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy công việc dù tốt đến mấy cũng phải đề phòng mọi chuyện đôi khi có những sự việc tin tức xảy ra ngoài dự tính khiến cho phải tạm dừng bỏ dở riêng về mặt tình cảm trong nội bộ gia đạo thì tốt có tin xa tài lộc trung bình có khách đến hoặc có tin tức của họ thăm hỏi tử vi tuổi hợi thiên quan giáng họa người tuổi tuất dễ phải đối đầu với quan lại xấu trong chính quyền vì vậy bạn cần chú ý cách hành xử của mình nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với những người như vậy nếu không muốn rước họa vào thân bên cạnh đó bản mệnh cũng nên chú ý đến những kẻ bất ngờ tiếp cận mình đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hãm hại bạn trong thời điểm này bạn không nên dễ dàng tin theo lời suối bẩy của bất cứ ai hỏa sinh thổ con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc nếu đã kết hôn hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn cho dù bạn có nóng này và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng việc như thế nào thì cứ để yên không nên toan tính hấp tấp vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến hoặc có sự hư hại hoặc có tin không tốt không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn sự đi và ở đều khó quyết định tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình nếu có hội họp đình đám nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi mà còn đưa đến phiền lòng chờ đợi tin tức chưa có hoặc chỉ nhận được tin không tốt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nếu có toan tính việc đi xa di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở không đúng hẹn không đúng với dự tính mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân bè bạn giúp đỡ tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy tài lộc tốt Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi, ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của buồn mạng, ngày có nhiều âu lo ưu phiền, có sự trái ý, gặp nhiều áp lực trở lực. Nên đề phòng rủi ro, có tin xa hoặc có người dự tính việc ra đi, không nên dính líu đến chuyện thị phi, công việc của người làm ơn mắc oán tài lộc trung bình cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại